Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một cây phượng đẹp đến mê ly luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, một cây phượng thật là đẹp luôn này. Đẹp hơn nữa là cây phượng này ở bên bờ sông Yêu nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là cây phượng mọc ở bên bờ sông Yêu, gọi là Ai Khứa, cao súng Ai Khứa đấy các bạn ơi. Các bạn đã nhìn thấy cây phượng nào nó đẹp như vậy chưa các bạn ơi? Đẹp đến mê ly luôn các bạn ơi. Này các bạn ơi, những đóa phượng hồng sao mà đẹp này, đẹp đến lạ thường luôn các bạn ơi. Đẹp lắm các bạn ơi, những đóa hoa lở rực trời luôn. Đẹp quá các bạn ạ. Còn những cây bên đây mới đang hé nở thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, đẹp đến mê ni luôn á. Ai đi qua đây cũng phải dừng lại để ngắm và chụp hình cây phượng này nhé các bạn ạ.